điểm tin trưa ngày 22 tháng 5 năm 2024. Thu giữ nhiều súng, lựu đạn trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh khám phá đường dây ma túy xuyên quốc gia. Hồi tháng 3, công an quận Gò Vấp phát hiện các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Đinh Văn Tú Anh tổ chức. Mở rộng điều tra, công an đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh có yếu tố nước ngoài, thu giữ 17 kg ma túy và phát hiện kho cất giấu ma túy của hai đối tượng có liên quan, thu giữ gần 20 kg ma túy các loại và 25.000 viên thuốc lắc, bắt giữ thêm 15 đối tượng. Cùng thời điểm, công an quận Tân Phú cũng đã triệt phá nhiều phân nhánh tiêu thụ cấp dưới, thu giữ gần 3,8 kg ma túy, 3 khẩu súng tự chế và nhiều tang vật có liên quan. Công an quận Tân Phú phối hợp với công an quận Gò Vấp tiếp tục triệt phá 17 nhánh và 9 phân nhánh của đường dây tội phạm về ma túy này. Cũng trong thời gian này, công an quận Tân Bình đã triệt phá 5 nhánh và 5 phân nhánh đầu dưới tiêu thụ ma túy, thu giữ 21,5 kg ma túy các loại, 1 quả lựu đạn, 2 khẩu súng tự chế, 7 viên đạn cùng nhiều vật chứng có liên quan. Đến nay, các đơn vị đã khởi tố tổng cộng 61 bị can, xử lý hành chính 14 đối tượng. Con trai giật nửa tỷ đồng của cha ngay tại trụ sở xã. Ngày 21 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban dân phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn Bình Định cho biết, công an phường đang phối hợp với cơ quan chức năng thành phố Quy Nhơn làm rõ vụ giật tiền sau khi xảy ra mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù đất đai xảy ra tại phường này. Trước đó, trưa 16 tháng 5, tại Ủy ban nhân dân phường Trần Quang Diệu, ông Nguyễn Đình Hắc, 60 tuổi, trú phường Trần Quang Diệu nhận được 813 triệu đồng tiền đền bù phần đất bị thu hồi để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu. Tại đây, sau khi nhận tiền xong, ông Hắc lấy bọc tiền ra chia cho ba người con ruột. Lúc này, anh Nguyễn Đình Hảo, 30 tuổi, con ruột ông Hắc, không đồng ý với cách chi tiền của cha nên giằng co, giật lấy gói tiền 500 triệu đồng rồi bỏ đi. Qua làm việc với cơ quan công an, anh Hảo khai nhận đã dùng 71 triệu đồng để trả nợ, số tiền còn lại gửi vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, mặc dù gia đình và lực lượng chức năng đã khuyên can trả lại tiền cho cha, nhưng anh Hảo nhất quyết không đồng ý. Một người ở Đồng Nai bị đâm tử vong tại Ủy ban nhân dân xã. Trưa 21 tháng 5, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp công an huyện Cẩm Mỹ điều tra vụ án mạng xảy ra tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Xuân Đông khiến người đàn ông tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Thế Lực, sinh năm 1961 và ông DXL, sinh năm 1982, cùng ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, đến Ủy ban nhân dân xã Xuân Đông để giải quyết việc làm giấy tờ đất đai. Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, hai người đàn ông này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này, ông Lực dùng dao đâm ông L khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Lực lượng công an xã Xuân Đông nhanh chóng tạm giữ ông Lực để phục vụ công tác điều tra. Công an Hà Nội, Bắc Giang phối hợp truy bắt đối tượng trốn truy nã trên mái nhà. Ngày 21 tháng 5, Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, bắt giữ Ngô Văn Đô, 55 tuổi, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm. Theo cơ quan chức năng, Đô bị Công an Hà Nội truy nã từ ngày 4 tháng 5 năm 2006 về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 5, Công an thành phố Bắc Giang phát hiện một đối tượng khả nghi tại ngôi nhà ở tổ 1, phường Mỹ Độ. Đối tượng này không gặp gỡ, trò chuyện với ai và thường xuyên ở trong nhà không đi ra ngoài. Sau khi xác minh, cảnh sát xác định người này là Ngô Văn Đồ. Khoảng 13h30 ngày 18 tháng 5, tổ công tác của Công an thành phố Bắc Giang và Công an thành phố Hà Nội đồng thời triển khai các mũi công tác đến ngôi nhà trên. Phát hiện thấy công an, Đồ lẫn trốn, trèo lên mái nhà, hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, tổ công tác đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ thành công Ngô Văn Đồ ngay trên mái nhà và đưa đối tượng xuống đất an toàn. Công an thành phố Bắc Giang đã hoàn thiện các thủ tục, bàn giao Ngô Văn Đồ cho Công an thành phố Hà Nội xử lý theo thẩm quyền. Bình Phước phát hiện thi thể nam giới trong bụi cỏ. Ngày 21 tháng 5, Công an Bình Phước đang phối hợp cùng Công an huyện Bù Gia Mập để điều tra, làm rõ vụ thi thể nam giới không nguyên vẹn. Trước đó, chiều 20 tháng 5, người dân đi làm rẫy tại thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập phát hiện thi thể người đã phân hủy trong bụi cỏ. Nhận tin báo, công an địa phương có mặt để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Khi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân được xác định là nam giới, đang phân hủy, nhưng bộ phận cơ thể chỉ còn lại xương. Nạn nhân bị mất cả ngón tay và một chân trái.